Hello, thân mến chào các bạn đã đến quay trở lại với kênh Cuộc Sống Người Việt tại Montreal. Như các bạn đang nhìn thấy ở ngoài trời, mùa hè đã đến với những đợt nắng nóng trời trong xanh. Mùa hè cũng đồng nghĩa với những chuyến du ngoạn, du lịch ở khắp mọi miền trên khắp thế giới. Hôm nay Thành rất là vui được mời các bạn để đồng hành cùng với Thành trong một cái chuyến du ngoạn thăm một cái địa điểm rất là nổi tiếng tại Canada. Đó là thác Niagara, được xem là một trong những kỳ quan của thế giới, thác thiên nhiên lớn nhất thế giới. Và Thành mong rằng là các bạn sẽ có những cái trải nghiệm thú vị của Thành trong chuyến đi này. Nằm cách thành phố Montreal khoảng 7 tiếng lái xe, tức là khoảng gần 750 cây số. Thác Niagara sẽ hứa hẹn với chúng ta nhiều điều khám phá kỳ thú. Và thì không cần nói nhiều, bây giờ mời các bạn hãy cùng đồng hành cùng Thành trên chuyến đi này nhé. Nào, chúng ta hãy lên đường. Thành đang đứng ở trước mặt chân thác đầu nguồn của thác Niagara, và sau lưng Thành là tất cả những khách sạn và sòng bài casino của khu vực thác Niagara. Và Thành mời các bạn hãy cùng với Thành chiêm ngưỡng thác Niagara để mà chúng ta có thể hiểu được vì sao đây được xem là thác lớn nhất thế giới và là hàng năm đã thu hút được cái lượng khách khổng lồ từ khắp các mọi nơi trên mọi miền đất nước trên thế giới đổ về để tham quan. Bây giờ thì nói ngắn nhưng mà chúng ta sẽ tham quan toàn bộ cảnh thác. Mời các bạn xem cùng với Thành nha. Vâng, đây là những cái bước cuối cùng trước khi đoàn lên tàu. Trước hết là chúng ta trình vé và nhận áo mưa, và sau đó trực tiếp bước lên tàu. Và Thành khuyên các bạn nên lên chọn bon trên. Đây là cửa vào nhận áo mưa và bước thẳng xuống tàu. Và tàu có 2 tầng thì cố gắng chúng ta sẽ chọn ở cái phần tầng trên, tại vì từ đó chúng ta mới chiêm ngưỡng được toàn cảnh vẻ đẹp của thác để mà quay phim và chụp hình. Cảnh đoàn ra, anh chị em đang chuẩn bị trình vé và lấy áo mưa. Đây là phần lấy áo mưa và xuống thẳng tàu.
Ôi cha, trên bon nhiều quá rồi, tính nha. Tính ơi, trên bon nhiều lắm rồi nha. Tranh thủ nha. À, good. Nếu vậy mình là một trong những người đầu good rồi. Không, nhưng mà đây này. Bảy hết. Ôi cha. Hai, hai người một, nhận áo mưa. Thank you, Duyên. Đây, đây là những khách du lịch của Canada với màu mặc áo mưa màu đỏ tượng trưng lá cờ Canada để phân biệt với lại nhóm khách từ bên bờ bên kia màu xanh tượng trưng cho khách bên bờ Mỹ. Và từ đây chúng ta có thể thả tầm nhìn để nhìn thấy toàn bộ những cao ốc, casino, sòng bài, khách sạn, resort nhìn thẳng xuống thác. Cái cảm giác mà chúng ta đang trải nghiệm thật là thú vị. Các bạn nhìn xem những nhóm khách sau khi đã tham quan bước xuống tàu và từ hai gate đang đi ra và nhóm khách đang đứng xếp hàng để chờ tới lượt mình. Các bạn hình dung với cái giá vé 25 đô 99, tức là 26 đô cộng với thuế, thì một ngày ngành du lịch chỉ riêng cái tour du lịch này đã thu nhập về hết bao nhiêu. Và đây, những hành khách đang nôn nóng để chờ đến lượt của mình xuống tàu, tận hưởng những cái cảm giác thú vị đó. Vâng, Thành cũng đang là những người khách đang hồi hộp để mà có thể có những trải nghiệm để mà truyền đến quý vị. Dù ở xa, nhưng cũng có cùng Thành trải nghiệm và có những cái cảm giác hồi hộp không kém. Trước màn hình camera là thác nhỏ đang hiện ra và tàu sẽ đi đến tận thác nhỏ, sau đó đi thẳng tới thác lớn. Cái cảm giác thật là kỳ thú. Vâng, đây là quang cảnh anh em đã lên tàu và đang chuẩn bị chờ đến giờ xuất phát. Thành quay một vài hình ảnh giây phút lúc mà tàu chuẩn bị về bến. Và như các bạn thấy, chúng ta sẽ tham quan nhóm thác nhỏ đi tận chân thác và sau đó trực tiếp đến thác lớn. Phía bên bờ đối diện là những du khách với màu áo mưa màu xanh đang chuẩn bị xuất phát luôn. Cũng cần nói thêm là nó đã bắt đầu giới thiệu còn mùa neo rồi đó. Từng đàn hải âu tung cánh. Ladies and gentlemen, welcome aboard Hornblower Niger Cruises. May I have your attention, please? This is an important safety announcement. This boat is equipped with all necessary and proper firefighting and life-saving equipment. In the event of an emergency, our trained crew members will assist you with your life-saving equipment. For your safety, life jackets are stored in the labeled storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. In the event of an emergency, please remain calm. An alarm will sound and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery when moving about the vessel. Please watch your step and hold on to the hand, especially when going up or down stairs and disembarking. We hope you enjoy your boat tour to the falls. Thank you for choosing Hornblower Niger Cruises. Tàu đã nổ neo để mà trực chỉ địa điểm tới đầu tiên, như chúng ta đang thấy tàu hướng mũi quay về điểm tham quan đầu tiên là nhóm khách nhỏ. Và chúng ta cảm giác tận hưởng những du khách bên bờ Mỹ với áo mưa màu xanh đang chuẩn bị lên tàu. Phía xa xa trên màn hình camera là cầu biên giới nối hai quốc gia Canada và Mỹ của hai tiểu bang New York và Ontario của Canada. Vâng, Thành đang tận hưởng những cái cảm giác của những giọt nước thành sương từ nhóm thác nhỏ bắn vào ở bên, và chúng ta cũng có thể thấy gió rất đẹp màu đỏ và as we make our way up the Niagara River,
look to port, or the left side of the boat where we will pass the American Falls. It can best be described as the American side of Niagara Falls, which in comparison is a smaller waterfall that lies far to the left of the Horseshoe Falls and is located between Prospect Point and Luna Island. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a succession of descending rapids due to natural forces of erosion. The high flow rate of water causes the fall of large sections of bedrock from the American Falls, which is composed of soft shale and limestone. Though the height of the American Falls is higher than the Canadian counterpart, no daredevil ever preferred to go over the American Falls. All stunts were performed from the Canadian Horseshoe Falls, which is more popular with its immense water flow rate and shape. The height of the American Falls stands at 180 feet or 56 meters high. Its crest line, 1,075 feet or 328 meters wide. Its water flow, 75,000 gallons or 8,800 liters per second. And a recent notable rock fall. In 1954, a large section broke off and fell near the end of Prospect Point. Next is Bridalveil Falls. The smallest among the three waterfalls, it is located on the American side, just to the right of the American Falls, separated by Luna Island. Goat Island is much larger and separates the American and Bridalveil Falls from the Canadian Horseshoe Falls. The height of Bridalveil Falls is 181 feet or 55 meters and remains the smallest waterfall compared to its two counterparts. Vậy chúng ta cũng có thể hiểu được tầm cỡ của thác nhỏ không với độ cao 60 mét. Độ cao, những dòng thác với lưu lượng cực kỳ lớn đang đổ xuống, tạo thành một cái nét đẹp kỳ ảo huyền bí cho cái thác này, đặc biệt vào ban ngày cũng như ban đêm. Ban đêm thác được rọi sáng bởi hàng chục ánh đèn cực mạnh chiếu từ phía sau đến trực tiếp vô thác và đổi màu lung linh, tạo cho buổi tối tại Niagara những nét đẹp cực kỳ huyền ảo. Vâng, và bây giờ tàu từ từ rời nhóm thác nhỏ để tới tham quan nhóm thác chính hình móng ngựa, được mệnh danh là thác hình móng ngựa, để chúng ta trực tiếp tham quan cái vẻ đẹp của nhóm thác chính. Tàu đang đi ngang rời nhóm thác nhỏ để trực tiếp trực chỉ nhóm thác lớn. Niagara Falls, more specifically, is the name of three waterfalls, the American, the Bridalveil, and the Horseshoe Falls. The Canadian side of Niagara Falls, with the highest flow rate and natural beauty, located between Goat Island and Table Rock, is known as the Horseshoe Falls. As a natural world wonder, the Horseshoe Falls name is derived from the crescent or horseshoe shape of the crest line. And the city of Niagara Falls, in all its natural beauty, continues to be a holiday spot for millions of visitors each year. Geological studies and the history of Niagara Falls indicate that thousands of years ago, the falls was 11 kilometers downriver from its current location. Erosion was a major issue associated with Canadian falls. The average rate of erosion of Niagara Falls was much as 1 meter per year, 184 feet or 56 meters deep. Witness the awesome natural beauty and power of Niagara Falls. Vâng, anh em đã được tàu đưa đến tận chân thác nhóm lớn hình móng ngựa, và như các bạn biết đây là đầu nguồn của nhóm thác chính hình móng ngựa. Với đề bi, nước hôm nay có nói là độ cao là 56 mét chiều cao. Những giọt nước bắn tung tóe sát tàu để cho chúng ta tận hưởng những cái cảm giác kỳ thú của thác lớn Niagara. Các bạn cũng có thể nghe những tiếng la hét thú vị của nhóm hành khách khi mà được tận hưởng những giọt nước bắn tung tóe lên người và được trang bị áo mưa là vì vậy. Hiện nay chúng tôi đã đứng tận chân thác lớn hình móng ngựa và chúng ta không thể thấy được bởi vì những giọt nước đã làm thành những màn sương mù tạo khung cảnh mờ ảo cho Niagara. Thành đang đứng ở vị trí trung tâm của nhóm thác lớn hình móng ngựa và cố gắng tranh thủ để gửi đến các bạn
để cùng hồi hộp với Thành những trải nghiệm cảm giác kỳ thú khi mà được đứng ở ngay dưới chân tháp đổ xuống của tháp, được mệnh danh là một trong những kỳ quan của thế giới. Vâng, điều đó quả không ngoa. Các bạn nhìn thấy cái hình vòng cung như móng ngựa, tháp lớn như Niagara đang cố bày tất cả những bức nét đẹp hùng vĩ của nó trước mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn, rồi hàng triệu du khách từ các nơi đổ về. Cái cảm giác này thật không thể nào diễn tả bằng lời. Vâng, trước màn hình các bạn là sát trên, thuyền trưởng của tàu đã cố gắng tối đa để cho chúng ta được tham quan đến tận chân thác để mà có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp hùng vĩ của thác. Với giá 25 đô 99 cộng thuế, chúng ta đã không uổng công khi được chứng kiến và tham quan cái nét đẹp của Niagara. Với 20 phút tham quan cũng là quá đủ để chúng ta có những cảm giác không quên về Niagara, phải không các bạn? Nhìn những nét mặt của những du khách với áo mưa màu đỏ, nét đẹp, cái nụ cười mãn nguyện và khuôn mặt kỳ thú, chúng ta có thể hiểu được sức hấp dẫn của Niagara tham quan bằng tàu. Vâng, nhóm thác lớn đang hiện ra một lần nữa trước mặt các bạn. Hành lý từ bên trái qua bên phải để các bạn hình dung độ dài, hình cong, hình móng ngựa của thác. Và đây là sát bên thác. Những tiếng nước reo của thác từ trên cao đổ xuống đập vào gành đá phía dưới tạo được thành những âm thanh khó tả, huyền ảo và hùng vĩ. Tàu đang quay mũi trở về bến xuất phát. Tạm biệt thác lớn Niagara đã để lại cho những du khách dù một lần hay nhiều lần tham quan những cái cảm giác êm đềm, kỳ thú, hồi hộp và khó quên. Trước màn hình camera là những nhóm du khách với áo mưa màu xanh, là những du khách tham quan bên đất Mỹ. Họ không có được cái view đẹp thật sự bằng những du khách mặc áo đỏ, bởi vì từ vị trí này, đất Canada, chúng ta có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn bộ của nước Canada. Rất đông du khách từ đất Mỹ buộc phải qua biên giới để nhập cảnh Canada để mà chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó một cách toàn hảo. Những nhân viên trên tàu túc trực thường xuyên để đảm bảo sự an toàn và tuân thủ điều lệ trên tàu cho toàn bộ du khách. Tạm biệt Niagara, tạm biệt nhóm thác đã là kỳ quan của thế giới. Mong rằng, mong lắm sẽ có một ngày được quay lại để có thể chiêm ngưỡng một lần nữa và nhiều lần khác nữa tất cả những vẻ đẹp của kỳ quan thế giới. Sau lưng Thành là thác nhỏ của Niagara, và như các bạn thấy ở phía xa, hình móng ngựa là nhóm thác lớn tại Niagara.
tạo thành quần thể của nhóm thác Niagara, một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện nay. Các bạn cũng thể hình dung vừa có những cái phút trải nghiệm hoàn thành, và bây giờ thì các bạn hãy cùng dành trải nghiệm vẻ đẹp từ xa của Niagara từ góc độ này, để chúng ta có thể chiêm ngưỡng vì sao hàng triệu du khách các nơi đã đổ về đây chỉ để chiêm ngưỡng cái đẹp của Niagara mà thôi. Đây Thành đang đứng ở đầu tháp, nhìn phía sau Thành là thác lớn trong quần thể thác Niagara. Và một ngày khám phá Niagara đã bắt đầu bằng việc tham quan nhóm quần thể thác Niagara, kỳ quan thế giới. Và bây giờ chúng ta hãy tạm chia tay với Niagara để mà từ đây chúng ta tham quan một chương trình tham quan thứ hai cũng thú vị không kém. Đó là tham quan và xem biểu diễn cá heo tại Marineland. Mời các bạn hãy cùng khám phá nơi này với Thành nha.